nè. Đây là cái bánh hình chú cấu trúc nè mọi người. Cái bánh bánh hình chú lợn. Bánh hình chú gà nè. Bánh hình chú nhím chiên nè. Các bạn ơi cho mình xin một lượt follow với một lượt chia sẻ với nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn bạn thông báo TikTok. Cảm ơn bạn Phong, cảm ơn bạn thông báo TikTok Giga. Cái bé hình heo nè mọi người, cái bánh hình bé heo. Cảm ơn bạn Tiểu. Cảm ơn bạn Trúc. Cảm ơn bạn Nguyễn Tấn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Phú Triệu.